근처에 맛있는 뭐 로컬 식당이 있다고 해가지고 한번 가보려고 해요. 아, 지금 바 thời gian thì tôi muốn là sẽ được đi ăn những món ăn địa phương, cái món ăn ở Việt Nam, ở khách sạn cũng được. 어디에 갈 수 있는지 좀 추천해 주시면 가보고 싶어요. 아, 네, 마 thể giới thiệu hay là tiếng cử một cái vài cái quán ăn ngon rồi rồi đó thì tôi có thể giới thiệu. Alright, I know. Yeah, that's what happened. The press conference today. So this is another questions from the fan. Yeah, tôi hỏi nữa của các bạn fan thì là các bạn fan rất là đặt những câu hỏi liên quan đến vấn đề là làm sao để mình có được cái sắc đẹp đúng không bạn? Mà chúng ta biết được rằng là Dana là một công tuổi thì về họ đã Dana chia sẻ rồi. Còn cụ thể hơn là để những cái chế độ như ăn uống này rồi tập luyện gì sức khỏe thì Dana có thay đổi được không? Ăn uống có cần phải tiêu chuẩn gì không? 이제 다른 팬분들이 이제 질문을 하는 거는 항상 다라시의 비만 메모에 대한 문제인데요. 근데 그거는 이제 구체적으로 식단을 어떻게 관리하시는지 아니면 운동을 어떻게 하시는지 구체적으로 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 운동은 저희 회사의 학사분이라고 유명하고 계신데 꾸준히 하고 있고요. 식단 관리는 딱히 하진 않아요. 그냥 가끔 부품 가질 때는 지금까지 한국이나 외국 언론에 공개하지 않았던 점이 있다면 언론에 공개해 주시면 감사하겠습니다. 어떤 게 있을까요? 아, 너무 이래도 보면 됐나? 애견에 có một bí mật đó là hồi mà tôi học trung học và phổ thông trung học và tôi mặc áo đầm xong rồi bị té là cái cầu thang. Trong tháng này thì tôi có nhận lời làm giám khảo ở trong một cuộc audition ở Philippines. Cho nên là thông qua cái cuộc audition này thì tôi cũng sẽ gặp một số người bạn đã từng gặp trước đây. Và trong cái học tương lai thì như là tôi sẽ học động rất là chăm chỉ. Alright, okay, this is another question from the fan of the fan. Thì là ăn uống nữa. Chị đã tới Việt Nam và chắc có thử một số món này nãy phở rồi. Thì chắc có biết rồi chị có cái món nào mà chị đã từng nghe nói tới và cảm thấy rất là thích thử chứ? À, chúng tôi chờ này chị sắp xuất phở, thì sắp tàu của nó sắp lên đầy chị đang xin. Thì
thì tôi nghe rất là nhiều và tôi biết rất là nổi tiếng, nhưng mà tôi muốn ăn, đúng không? Muốn ăn món này. Do you want one big? Yes. I don't know where to buy. You don't know where to buy. Do it tomorrow. I'll tell you why. Okay. All right. So, câu hỏi của bạn đây là đại diện báo chí đó. Sự hợp tác này là giữa Việt Nam và cảnh sát của Việt Nam cũng như trên một số nước sẽ là như thế nào về sự hợp tác lần này? Sự hợp tác lần này giữa Đài và cảnh sát ở Việt Nam cũng như là một số nước trên thế giới là như thế nào? Sắp sửa bước tiếp. 다라 씨와 이제 펜타운 브랜드와 이제 협력 계획을 어떻게 내시는지 전 세계적으로 또 앞으로 새로운 캠페인으로 사시는 게 며칠에 내셨는데요. 또 앞으로 기회가 된다면 뭐 콜라보레이션을 하고 싶고 하고 싶은 게 많아요. 서로 잘 맞는 것 같아서. Thì tôi nghĩ trong tương lai thì cái mối hợp tác giữa tôi với lại Hansop sẽ đi theo cái kiểu là chiến dịch, chẳng hạn như là chúng tôi có những cái buổi chụp hình để quảng bá. Ngoài ra thì tôi cũng mong muốn là sẽ có cơ hội để có thể hợp tác tiếp tục với lại The next question. Câu hỏi tiếp theo. This one actually had to ask Jeff. You know, this is a question for Dara, but it's also for you too. So like, why does Ken Sharp invite Dara to be done this time? What's the reason? Because you want it? Because you want to come back here? Any other reason? All right. 이제 펜샵을 왜 다라 씨를 여기 처음으로 초청하셨는 그런 이유를 알고 싶습니다. Because maybe we already knew that so many people went down this way for me and Penshop. And I really wanted to come back. It's been like 2 years that I didn't come to Vietnam, so I really miss that. I was saying earlier that I think it's a good dream for the Vietnamese market, for the Vietnam market to have Dara. Because who wouldn't want to have Dara in their country, right? Right? Yeah. Most beautiful. All right. Rồi thì